Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ hơn những vấn đề nêu trong chuyên đề, chương trình có mời đến phòng thu ông Bùi Xuân Hậu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên. À, xin được chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị và các bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng là đơn vị thường trực cho Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc kiểm tra tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh thương ông, qua phóng sự vừa rồi thì ông đánh giá như thế nào về công tác quản lý đất đai và việc thực hiện kế hoạch số 93A tại các địa phương hiện nay nguyên nhân dẫn đến việc giải tỏa còn thực hiện thấp là do chính quyền địa phương chưa tích cực vào cuộc và còn có cái tư tưởng là trông chờ ỷ nạn để cấp trên xuống xử lý mà trong đó cái phần xử lý là thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thứ hai thì các địa phương có tư tưởng là nghe ngóng xem các địa phương khác thực hiện như thế nào rồi mình mới lại tiếp tục thực hiện. Xem là tỉnh có kiên quyết chỉ đạo thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm này hay không. Và thứ ba nữa là cái tình trạng mà tái diễn cũng như là cái việc mà xử lý xây dựng các công trình trái phép không được kịp thời thì cũng dẫn đến cái việc mà Kết quả thực hiện xử lý các cái công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp còn thấp Như vậy là việc để phát sinh vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Là do một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác giải tỏa vi phạm Mà còn để phát sinh vi phạm mới Vậy theo ông, cần phải xem xét trách nhiệm như thế nào Đối với tập thể cũng như cá nhân lãnh đạo địa phương Theo quy định điều 208 luật đất đai năm 2003 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Đối với các trường hợp xây dựng nhà và công trình trên đất nông nghiệp là trường hợp sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Vì vậy, cái trách nhiệm này thuộc về chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Với chức năng nhiệm vụ của mình thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có những tham mưu đề xuất gì để việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy Ban Nhân dân tỉnh trong thời gian tới được tốt hơn, thưa ông. Để kế hoạch thực hiện cái kế hoạch số 93A trong thời gian tới được tốt, thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu với Ủy ban tỉnh là thành lập các cái tổ công tác liên ngành để đi kiểm tra dưới các địa phương thực hiện ra như thế nào và đồng thời cũng hướng dẫn các địa phương là xử lý các cái vướng mắc tồn tại khó khăn trong quá trình giải tỏa cái đất nông nghiệp. Thứ ba thì cũng tham mưu với Ủy ban nhân dân, dân tỉnh là chỉ đạo các địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Trên cơ sở đó thì có các cái hộ có nhu cầu mà xây dựng nhà xưởng cũng như các cái hộ có nhu cầu mà chuyển đổi thì được chuyển đổi theo đúng cái quy định của pháp luật. Thương để ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. À, một cách căn cơ, nghiêm túc thì chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào? Theo tôi thì một số giải pháp sau đây sẽ được thực hiện. Thứ nhất ấy, thì phải tăng cường các công tác tuyên truyền để người sử dụng đất cũng như là trách nhiệm của người quản lý hiểu biết được cái quyền lợi cũng như là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai. Thứ hai thì uh, kiên quyết là xử lý nghiêm và kịp thời đối với những hộ mà cố tình xây dựng nhà và các công trình trên đất nông nghiệp. Thứ ba thì uh, cũng đề nghị các địa phương là thực hiện quy hoạch uh, rõ vùng nào là vùng được uh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vùng nào là vùng được uh, sản xuất để từ đó thì người dân có nhu cầu mà thực hiện sản xuất xây dựng các cái nhà xưởng thì có thể là được nhà nước cho thuê đất và giao đất và sử dụng đất theo đúng cái quy định của pháp luật. Vâng xin được cảm ơn ông Bùi Xuân Hậu đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. À, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng mong rằng cùng với sự vào cuộc quyết liệt có hiệu quả của các ngành chức năng và các địa phương, việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không có điểm dừng và thu được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.